Hôm nay đội ngũ Minh Phụng Music rất là hào hứng khi được đồng hành cùng gia đình khách hàng tại quận 12 để mang đến một kiệt tác nghệ thuật Yamaha UX về cho cậu em trai được ba mua để giải trí hàng ngày. Hãy theo chân tụi mình đến với buổi bàn giao này nhé. Với trọng lượng lên đến 240kg, nhưng cây đàn Yamaha UX đã được đội ngũ Minh Phụng Music vận chuyển cẩn thận vào phía trong phòng của em trai và tụi mình đang chuẩn bị những món quà theo đàn. Các bạn có thể thấy ngay cả quà tặng chỉ là ghế piano thôi mà được kho bao xung quanh bằng ni lông rất dài nhé các bạn. Khi bạn nhân viên đang tháo ni lông bảo vệ đàn xuống, các bạn có thể cùng với ba mẹ em theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình lắp ống sưởi cũng như quà tặng. Bên cạnh đó, team rất cảm ơn vì gia đình đã tin tưởng và trực tiếp đến với kho đàn tại quận 12 của Minh Phụng Music tại 56/7 Tân Thới Nhất 17 để lựa chọn cây đàn yêu thích dành cho con. Yamaha UX, một lựa chọn tuyệt vời với khung chữ X cho độ ổn định và khả năng chịu lực vượt trội. Sáu bó làm từ gỗ vân sam cao cấp, búa đàn một nỉ tự nhiên cho âm sắc tinh tế, dây đàn thép có độ đàn hồi tuyệt vời, kết hợp với hệ thống ba pedal tạo âm vang hoàn hảo. Bên cạnh đó là chính sách bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, giao hàng miễn phí toàn quốc. Và hôm nay hơn 300 mẫu đàn cơ từ các thương hiệu hàng đầu đang được ưu đãi lên đến 20-30%. Cơ hội tuyệt vời để bạn sở hữu cây đàn mơ ước với mức giá tốt nhất. Khăn phủ đàn và ống sưởi thì mình đã chuẩn bị cho gia đình rồi. Ngoài ra còn có ghế piano cao cấp tạo sự thoải mái cho người chơi. Khăn phủ phim tránh bụi rơi vào phím khi không sử dụng. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình vì đã tin tưởng Minh Phụng Music. Thật vui khi được đồng hành mang những phút giây giải trí tuyệt vời đến với gia đình vào ngày hôm nay. Các bạn hãy ghé ngay 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình, 56/7 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, hoặc gọi số hotline 0919768606 để khám phá các nhạc cụ hiện đại khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.